Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hãy nhớ tôi nhắc lại, Chúa tạo dựng ra người chồng và người vợ về giá trị như nhau, nhưng mà về vị trí khác nhau. Bạn cần phải chiến đấu để cho không một người nào hạ thấp giá trị của bạn, nhưng đừng chiến đấu đòi quyền bình đẳng về vị trí như người chồng. Hãy nhớ, bàn tay của tôi có 5 ngón, 5 ngón này đều khác nhau về vị trí, về hình dáng, về công việc của nó, 5 ngón tay. Nhưng giá trị của 5 ngón tay để mỗi ngón này với tôi như nhau. Tôi không khinh bỉ ngón tay út và nói rằng chặt nó đi cũng không sao. Tôi không coi trọng ngón tay cái. 5 ngón này nó đều quý giá với tôi như nhau. Bởi vậy cho nên người nữ và người nam, người chồng và người vợ trước mặt Chúa về giá trị không khác nhau, chỉ có về vị trí đàn ông với đàn bà khác nhau mà thôi. Bởi vậy cho nên hỡi người làm vợ, đừng đòi quyền làm chồng mà người chồng đang đứng vị trí đó. Hãy đòi hỏi cái giá trị của mình không bị khinh bỉ, nhưng đừng đòi hỏi quyền bình đẳng về vị trí như người kia. Amen. Hãy nhớ điều đó. Dạ. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về một chủ đề: sự bình an thật. Có 2 loại bình an, một loại bình an từ thế gian, một loại bình an thật từ Chúa. Chúng ta cần phải xem làm thế nào để có sự bình an thật. Hãy nói với lân cận rằng sự bình an thật. Nói to nào, sự bình an thật. Có một vị nhà giàu nọ mất ngủ, lo lắng vì mất sợ mất của, và càng ngày thân thể càng bị tiêu tụy đi. Ông ta mới quyết định nói với một người hầu rằng: hầu, mày mang số tiền thật là lớn đi khắp thế gian này, tìm cho ta bằng được một người nào hạnh phúc nhất, ngủ ngon nhất, và mua cái áo đó về đây để ta mặc, ta ngủ cho nó ngon. Và người hầu này mang tiền đi hết quan này quan kia, người giàu này đến người giàu kia, không có người nào nói rằng họ có sự bình an. Cuối cùng trên đường trở về, trong sự buồn bực, đi về gặp một bác tiều phu, cái bác mà đi chặt cây để đi bán ở rừng đó, thấy rất là tươi vui, vừa gánh củi vừa hát vừa huýt sáo. Ông này dừng lại nói: ê lão già kia, ông có phải là người hạnh phúc không? Bảo có. Ông có phải là người có bình an thật không? Có, tôi ngủ rất là ngon, ăn rất là ngon. Và lập tức ông này xuống ngựa nói rằng: vậy hãy bán ngay cho ta cái áo để ta mang về cho chủ của ta. Bác tiểu phu trả lời rằng: thưa ông, tôi không có quần áo, chỉ mặc khố thôi. Không biết là dịch ra cái khố, không biết đâu, là một cái dạng quần đùi chỉ che ở phía dưới này, lưng trần, có nghĩa là tôi không có quần áo mà chỉ mặc khố thôi. Và cuối cùng người ta phát hiện ra một điều: sự bình an không đến từ cái bên ngoài, mà sự bình an là sự bình an nội tâm cơ. Vì hoàng đế Auguste, hoàng đế La Mã thời Chúa Giêsu đấy, ông ta cũng mất ngủ triền miên, và ông ta quyết định đi tìm bằng được một người nào hạnh phúc và ngủ ngon để mua cái giường đó. Và cuối cùng ông ta mua được một cái giường của một lão nông dân nghèo khổ. Và khi mua bằng một giá cực kỳ đắt, mang về nhà ngủ, mà hoàng đế Auguste cũng không ngủ ngon được. Người ta hiểu ra một điều: cái giường không mang lại sự bình an, cái áo không mang lại sự bình an, chiếc ô tô đẹp không mang lại sự bình an, lâu đài không mang lại sự bình an, lấy cô vợ đẹp, ông chồng giàu cũng không mang sự bình an. Sự bình an là cái điều gì bây giờ? Hãy cùng nhau xem một câu chuyện. Đây là câu chuyện mà rất là đặc biệt. Nó khác hẳn với định nghĩa sự bình an mà chúng ta thường định nghĩa qua các từ điển. Sách Mác đoạn 4, chúng ta cùng nhau xem. Đây là một câu chuyện mà tôi vô cùng ngạc nhiên, vì khi tôi gặp bão, tôi không có xử sự giống như Chúa Giêsu. Câu chuyện kể lại rằng đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác đi cùng nữa. Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi nước gần đầy. Khi Ngài đương ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ, môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy của gió và phán cùng biển rằng: hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người?
Đây là một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện hay nằm ở chỗ là Chúa ngồi trên chiếc thuyền mà Ngài vẫn ngủ được trong cơn bão. Ngài không hề có giường, Ngài không hề có một chỗ ngủ, mà Ngài ngồi dựa gối mà ngủ. Thế mà bão nổi âm ầm, trong khi các môn đồ hoảng loạn, họ nước vào thuyền rồi chuẩn bị chìm, mà Ngài vẫn bình an ngủ. Từ đây chúng tôi nhìn thấy một cái nhìn cách mạng về sự bình an. Lắng nghe định nghĩa của từ điển Việt Nam, định nghĩa thế nào là bình an. Họ định nghĩa bình an, từ điển dịch là mạnh giỏi, là yên lành, là không bị tai nạn, không bị trắc trở, không có gì lo sợ, không rủi ro. Tất cả những cái định nghĩa này hoàn toàn nằm ở bên ngoài. Trong khi Chúa Giêsu gặp bão mà Ngài rất bình yên ngủ, còn chúng ta lại mất ngủ trong khi xung quanh không hề có bão. Vậy làm thế nào để có được sự bình an như Chúa Giêsu nhỉ? Và một điều đặc biệt nữa này, khi môn đồ đang hoảng sợ đánh thức Chúa Giêsu dậy, Chúa tỉnh dậy, lập tức bão dừng lại. Và bây giờ tôi hiểu ra một điều, con người có sự bình an sẽ mang sự bình an tới cho người khác được. Con người có sự bình an sẽ làm cho bão tố xung quanh phải dừng lại. Sự bình an từ bên trong lòng con người này sẽ thay đổi độ hoàn cảnh xung quanh. Tôi muốn hỏi anh chị em ngồi tại đây, có một lần nào bạn đang bình an, bạn đang rất là êm ả, bỗng nhiên nói chuyện một ai đó, bạn thấy hoảng loạn, sợ hãi, mất ngủ không? Có. Rồi có một cái tiếp người khác, bạn đang hoảng loạn, bất an và không ngủ được, bỗng nhiên gặp một người nào đó, họ chỉ nói với bạn vài ba câu, bỗng nhiên bạn thấy có gì đâu mà sợ nhỉ, mọi chuyện đều tốt đẹp nhỉ, tối bạn ngủ ngon. Câu trả lời hai người đó khác nhau ở chỗ là thế giới bất an ở trong lòng của người thứ nhất đã ập vào thế giới của bạn và cướp đi sự bình an vốn có của bạn. Còn người thứ hai ở bên trong lòng có sự bình an, và sự bình an đó đã giúp cho bạn lấy lại được câu trả lời trong cơn bão của bạn. Người ta ví cuộc đời con người chúng ta là con thuyền. Nếu con thuyền vẫn đi trên mặt nước thì nó sẽ thắng được bão. Còn nếu con thuyền mà để cho nước vào bên trong lòng của mình thì con thuyền đó sẽ chìm. Cuộc đời của chúng ta, nếu trong lòng chúng ta có bão thì chúng ta sẽ chìm. Tôi nói như vậy không phải đứng ở vị trí cao đâu. Con người của tôi 3 năm trước bị rơi vào trầm cảm 140 ngày. Và tôi đã để cho bão lọt vào lòng của tôi. Điều mà trước đó chưa bao giờ tôi gặp, chỉ có gặp trong thời gian sống tại Đức này thôi. Bởi vì tôi đã vô tình mở lòng của tôi cho sự lo lắng tấn công, và bão nước của biển thế gian này đã ập vào bên trong lòng của tôi. Nó suýt nữa nhấn chìm của tôi vào trong sự chết. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, Chúa đã cứu sống mạng sống của tôi. Tôi học được bài học làm sao có sự bình an ở trong lòng của mình. Ở trong này chúng ta để ý làm sao Chúa Giêsu có sự bình an. Bởi vì Ngài đã nhận được một lời phán, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Có nghĩa là lời hứa của cha sẽ qua được bờ bên kia, cho nên bão bây giờ không thể dập tắt được mỗi chúng ta. Lời phán của Chúa rất là quan trọng. Amen. Ở trong tay của bạn có một cái tờ giấy. Tờ giấy đó có ghi một câu thánh kinh rất là ngắn. Nó chính là điều mà bạn đang cần ngay bây giờ, lúc này, để mà câu trả lời dành cho bạn. Lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng ta. Lời Chúa là thanh gươm để giúp cho bạn chiến thắng. Lời Chúa là ngọn hải đăng để đưa bạn tới cái điểm cần phải tới. Chúa Giêsu nói chúng ta hãy qua bờ bên kia. Ngài nhận được lời hứa đó, cho nên ngồi trên thuyền Ngài có thể bình yên nằm ngủ, bởi vì Ngài biết chắc rằng Đấng đã phán qua bờ bên kia chắc chắn sẽ qua bờ bên kia. Chúa nói với tôi rằng ngươi không chết đâu, mặc dù bác sĩ nói chết, nhưng tôi và vợ tôi biết được rằng Chúa phán là luôn luôn đúng. Và cảm tạ Chúa, tôi đứng trước mặt anh chị em tại đây, đó là kết quả của lời phán của Đức Chúa Trời. Đừng chạy theo phép lạ dấu kỳ, hãy chạy theo lời phán của Ngài. Amen. Lời của Chúa mang đến sự bình an. Và cảm ơn Chúa, tôi học được bài học trong cái thuyền đó. Các môn đồ đang đi và có một đấng ngủ ở trong thuyền đó. Đấng đó chính là Chúa của sự bình an. Ngài có tên là Chúa của sự bình an, ngồi trong thuyền của mình. Bạn có Chúa bình an ở trong cuộc đời của bạn. Amen. Câu kinh thánh tiếp theo, sách Giăng đoạn 14, câu 26 đến câu 27. Chị em có mệt không? Nhận được hoa hồng, nhận được câu kinh thánh, vui chưa? Vui rồi đúng không?
Chúng ta cùng nhau nghe câu kinh thánh này sẽ vui hơn nữa. Sách Giăng đoạn 14 câu 26-27. Lời Chúa nói rằng: nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đấng đó đang ở trong anh em bây giờ đấy, chị em bây giờ đấy. Câu 27 này. Câu 27. Ồ, câu này rất là đặc biệt. Chúa Giêsu nói: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Nào nào nào, chúng ta hãy cùng nhau để ý lại một chút này. Lời Chúa nói, Giêsu nói rằng: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Như vậy, nếu chúng ta đi tìm sự bình an sai địa chỉ thì không bao giờ có sự bình an thật. Chúa nói ta, có nghĩa là địa chỉ mà có sự bình an là đến từ Giêsu. Mà nếu chúng ta đi tìm sự bình an ở trong thế gian này này, từ tiền, tài, tình này, từ sắc đẹp, từ trai trẻ, từ cơ bắp này, để có sự bình an, từ bố làm giám đốc hay là bố làm thủ tướng, tất cả những cái đó khi mà mất rồi, nó sẽ không còn sự bình an toàn nữa. Ở đây Chúa khẳng định rằng ta để sự bình an lại cho các ngươi. Sự bình an thật chỉ có ở trong Chúa Giêsu thôi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi, có nghĩa là có một loại bình an không phải của Chúa Giêsu, một loại bình an giả tạo, xây dựng những cái từ bên ngoài. Ta cho, Chúa nói rằng ta để, ta ban, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho đâu. Thế gian cho chúng ta sự bình an giả tạo là gì? Một, bằng cấp, địa vị, công danh, tài, tình, tiền. Xây dựng trên những điều đó, những người thanh niên tập gym để cho cơ thể thật là khỏe mạnh. Và khi cơ thể khỏe mạnh như vậy, chút chút có sự bình an. Có nhiều người yêu được một cô gái chân dài thật là đẹp, thấy có vẻ thấy hãnh diện, khoe với những người khác. Có ai đó lấy được một người nào đó, bố của người kia làm giám đốc hoặc làm thủ tướng, và lấy cái thanh thế của gia đình đó trở thành cái sự bình an để mà bảo vệ mình. Nhưng đó là sự bình an của thế gian. Ai đó biết bệnh dịch Vũ Hán tấn công khắp thế giới, giơ tay tôi xem nào. Dạ, mình đang ở trong cơn dịch mà. Dạ. Tôi được xem hai cái clip, một cái clip ở Vũ Hán, một clip tại Nam Hàn. Khi mà từ nhà cao tầng có ai đó bị giam ở trên đó cách ly, họ đã thả những bao tải tiền qua cửa sổ. Những đồng tiền nhân dân tệ bay như mưa tuyết ở phía dưới này. Rồi tại Hán Thành cũng đổ tiền xuống ra từ nhà cao tầng, và họ nói rằng tiền nhiều để làm gì. Và khi hoạt rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hết thảy những cái mà họ tích cóp được nhiều tiền để có sự bình an, bỗng nhiên bây giờ không bảo vệ được họ nữa, và họ thải ra. Sự bình an đó đến từ thế gian. Còn một loại bình an khác là bình an nội tại từ bên trong, mà chỉ có Chúa Giêsu ban cho thôi. Mọi người hiểu không ạ? Anh chị em đã rơi vào tình trạng mà có lúc nào đó tiền không giúp được anh chị em chưa? Có tiền đói mà không mua được cái gì ăn không? Mà có mua về cũng chả ăn được. Mọi người có rơi tình trạng đó chưa? Trần Mạnh Hùng rơi rồi, anh chị em đã 18 ngày nằm trên giường bệnh đây, rách động mạch chủ bụng đây, vợ tôi ngồi bên cạnh bón từng đĩa cháo, từng cái thìa cháo một. Và khi cháo rơi ra miệng này, tôi không lau được. Vợ tôi nhìn tôi nói rằng: anh ơi, em biết anh không thể chết được, nhưng mà sau này anh có thể trở thành người bình thường được không? Dạ. Đúng, rõ ràng Chúa hứa rằng anh không chết đâu. Thế em tin điều mà Chúa phán với anh, nhưng mà cháo bây giờ không tự bón được. Nước cháo chảy ra miệng này mà em phải lau thèo phào phèo phào. Cô nhìn vào tôi đút cháo xong lau cái nước cháo rơi ra từ mép, nói: anh ơi, em biết là anh sẽ không chết, nhưng mà anh sau này có thể trở thành người bình thường được không? Và tôi nhìn vào mắt vợ tôi lúc đang bón cháo đó, tôi bảo: được chứ. Cháo nó chảy ra mép này, được chứ. Ôi, thế thảm lắm. Con trai của tôi, thằng út, nó vào, nó ôm tôi, nó mà cầm cái chân tôi, nó kéo lên như vậy, và nó chơi đàn bằng cái bắp của tôi là lủng lẳng như giống như quả mướp mà nó bị nẫu ấy, vì cơ bắp không còn nữa, nó nhão hết rồi, không đi được, một ngày 3 lần lấy máu, còn cái cơ bắp nào nữa đâu. Dạ. Nhưng mà lúc đó, ở trong sâu thẳm lòng của tôi này, có sự bình an ngập tràn. Vợ tôi nói ra: anh ơi, anh ở đây không chán à? Bảo tôi sao lại chán em? Cứ suốt ngày nằm thế này, rồi cứ cử động lên xuống cái giường, cứ lên xuống như vậy, không còn việc gì khác. Anh không chán à? Tôi nói rằng: em à, nếu có một đấng đang nằm cùng giường với anh, đang dạy anh á, đi lớp học không còn chán nữa, vì đầu tập trung vào sự dạy dỗ đó, đấng đó đang nằm trên cái giường này. Sự bình an ở sâu thẳm lòng con người, nó quan trọng hơn hoàn cảnh xung quanh. Lúc đó có mang phở tới tôi không ăn được,
Lúc đó có chất cả một đống tiền đó không thể cứu mạng sống của tôi, chỉ còn đúng một điều quan trọng: lời của Ngài. Thời gian lúc đó cần phải chạy tới với Ngài. Chỉ có đấng đó để lại sự bình an cho chúng ta thôi. Và chỉ có đấng đó mới ban sự bình an Ngài cho chúng ta. Chỉ có đấng đó mới cho chúng ta sự bình an. Như vậy có nghĩa là sự bình an thật bạn không thể mua được bằng tiền. Sự bình an thật ở trong nội tâm của bạn, bạn không thể đổi được vị trí của bạn lấy nó. Bạn chỉ có thể chạy tới với Ngài, tiếp nhận Ngài và nói rằng: Chúa ơi, hãy bước vào đời sống của con, làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Đến một ngày bạn và tôi sẽ rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, không thể làm được gì hết đấy. Khổng Minh ra Cát Lượng ngước mắt lên trời nói rằng: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ có đấng đó mà người Việt Nam gọi ối rồi ôi mới là đấng có thể ban cho bạn sự bình an từ sâu thẳm lòng ở bên trong này này. Và chính sự bình an đó sẽ giúp cho bạn chiến thắng cơn bệnh dịch này. Amen. Chúng ta đi tiếp. Lời Chúa nói tiếp rằng: lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Khi có sự bình an ở trong lòng, bạn sẽ không còn bối rối nữa. Sự bối rối đó khiến cho bạn lo lắng rồi sợ hãi, bắt đầu từ sự bình an sẽ làm cho bạn bình tĩnh hết tất cả. Có những con người bị luôn luôn có áp lực phải làm việc, không bao giờ được nghỉ ngơi. Ngủ mà vẫn mơ thấy mình chạy, ngủ mà vẫn mơ thấy ai đó thúc mình phải làm việc. Bạn ơi, bạn làm chủ cuộc sống của mình hay là một con người nào đó đang bắt bạn phải làm lô lệ cho nó? Sự bình an ở trong lòng sẽ giúp cho bạn dừng lại và nói rằng: từ từ đã, tôi làm chủ cuộc sống của tôi hay là tôi đang làm lô lệ cho nó? Bạn sống không phải để ăn, bạn sống để làm chủ cuộc sống của mình. Amen. Bởi vậy cho nên nếu như có một cái lực mà đẩy bạn phải làm, đến lúc bạn phải dừng lại nói stop, không, tôi làm chủ cuộc sống của tôi, không ai có thể bắt tôi phải được hết ấy. Amen. Đừng để cho ai bắt phải. Hỡi những con người tại đây, chúng ta là những con người trưởng thành, không còn những con người con trẻ nữa. Thành ra hãy làm chủ cuộc sống của mình nhờ lời Đức Chúa Trời. Giê-xu không bao giờ bắt bạn phải, mà Ngài luôn nói hãy theo ta, hãy tin ta. Bạn được quyền lựa chọn theo Ngài hay là chối bỏ, nhưng Ngài không dùng từ phải. Phải có nghĩa là ép bạn, mà từ hãy có nghĩa là cảm động lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa, sự bình an thật nó nằm trong nội tâm. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau xem tiếp câu Kinh Thánh, giờ sang trang bên cạnh, sách Giăng đoạn 16 câu 33. Lời Chúa nói rằng: ta đã bảo trước các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên ở trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa. Hãy nhìn câu Kinh Thánh này: ta đã, không phải là sẽ. Thời quá khứ rồi. Ta nói với các ngươi biết những sự khó khăn để các ngươi có lòng bình yên ở trong ta. Ở trong, ngoài Chúa không bao giờ có sự bình yên thật. Có sự bình yên ở trong ta, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Hãy nhắc lại cùng tôi từ thế gian. Vì sao trong thế gian có hoạn nạn? Bởi vì gian như thế, cho nên làm sao mà không có hoạn nạn. Ở trong cái gian như thế đó, họ sẽ tìm đào bẫy để cho chúng ta sập vào, sẽ có sự hoạn nạn. Nhưng hãy vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi. Giê-xu đã thắng thế gian rồi. 4 tháng trước, ai là người nhìn thấy đội Việt Nam, đội tuyển Việt Nam U22 nâng chức cúp vàng SEA Games 30? Giơ tay tôi xem nào. Có ai xem đâu, có không ai cổ động cho đội bóng Việt Nam à? Ok, 3-0 thắng đội Indonesia. Dạ. Có ai xem trực tiếp trận đó không? Có đúng không? Bạn hồi hộp đúng không? Bạn sợ đội mình thua đúng không? Hết hiệp 1 rồi mà mới chỉ có 1-0 thôi, mà sang đến hiệp 2 đội kia nó đã kinh quá. Bạn sợ bị thua đúng không? Câu hỏi: bây giờ bạn ngồi bạn xem lại trận đó, bạn có còn hồi hộp nữa không? Vì sao? Vì đội Việt Nam đã thắng rồi. Lắng nghe này. Bây giờ xem lại trận đá bóng giữa đội Việt Nam với Indonesia mà nó đã đá cách đây 4 tháng trước, bây giờ bạn không còn hồi hộp nữa.
Bởi vì bạn thừa biết rằng tỷ số bao nhiêu rồi. Cho nên bạn có sự bình yên ở trong cái tỷ số đó rồi, vì nó đã thắng rồi. Thành ra lời Chúa nói ở đây này, ta báo cho các ngươi biết, khi vào sàn đấu, các ngươi sẽ bị đấm nhiều, các ngươi sẽ bị khó khăn nhiều. Đừng chọn con đường dễ, đi theo ta. Đi theo ta gặp nhiều khó khăn, nhưng ta báo trước cho các ngươi biết, để khi các ngươi gặp sự khó khăn, các ngươi không bị nản chí, không sòn ngã, không cảm thấy bị buông xuôi. Vì ở trong thế gian có hoạn nạn, nhưng hãy nhớ một điều rằng tỷ số đã có rồi. Amen. Thế cho nếu như trong hoạn nạn, mà cái ngày mà tôi bị nằm trên giường bệnh, vì sao có sự bình yên? Bởi vì có lời phán rằng ngươi chẳng chết đâu. Tôi đã nhìn thấy ngày mà tôi có thể đi lại được. Tôi nhớ lại khi lần tập đi ở cái bờ tường đó, lần đầu tiên tôi nháy tin cho vợ, nói rằng em ơi, anh đã đi bộ được 100 bước rồi. Đi bộ ra đến cửa, tôi nhìn thấy ở dưới kia người ta chạy tập thể dục thể thao, rồi đi phóng xe ô tô. Ma quỷ nói rằng đời mày không bao giờ lái ô tô được đâu, đời mày không bao giờ chạy tập thể dục thể thao được đâu. Nhưng tôi nói rằng vẫn là lần đi như vậy, ta sẽ chạy được, ta sẽ lái ô tô được, và cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nhận lời hứa của Chúa và đặt mình vào chỗ đã thắng rồi, để nhìn lại cái mà bây giờ mình đang gặp, để mà cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Thế ra tôi đưa ra một thí dụ cho bạn nhìn thấy. Nếu tỷ số trận đấu bạn đã biết rõ rồi, thì bạn xem đến cuối cùng, nhưng mà không bị hoảng loạn nữa. Người bên cạnh nói, ôi ông Mục ơi, thua rồi, thua đến nơi rồi. Cái đội kia đá kinh quá rồi, thưa huấn luyện viên của đội Việt Nam bị phạt thẻ đỏ rồi, đuổi rồi, còn 20 phút nữa mới hết hiệp. Ôi nguy hiểm quá. Bạn đừng có sợ. Bạn quay sang nói, tôi biết tỷ số rồi, đã thắng rồi, mà không phải chỉ 2-0 nhé, mà là 3-0. Đây câu Kinh Thánh nói, ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Hay nói thật to, ta đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa. Xin 3 phút nữa sẽ kết thúc. Câu Kinh Thánh cuối cùng, chúng ta biết được sự bình an thật từ đâu? Chúng ta biết rằng Đấng ban cho chúng ta sự bình an chứ không mua được. Và bây giờ khi có sự bình an rồi, điều kiện đủ, điều kiện cần là đến xin Ngài và nhận được sự bình an từ Chúa, vì chính Ngài là Chúa của sự bình an. Và bây giờ khi có sự bình an rồi, chúng ta không thể mà đùa giỡn được. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Tôi mặc cái áo này đến đây, người Đức đến, người Đức mà gốc Nga, họ chạy ra, ô, cái áo đẹp thế, áo mua ở đâu? Nói tiếng Đức tôi nghe không hiểu lắm, cuối cùng là phát hiện ra tôi biết tiếng Nga. Hai chúng tôi trò chuyện nhau bằng tiếng Nga, khoe xem cái áo này từ đâu. Và cái áo này rất là đẹp, nó là một tấm vải liền từ bên này sang bên kia chứ không khâu vá, nó vất từ bên này sang bên kia và nó chỉ may phía dưới này thôi, chứ nó không là những miếng vải ghép lại. Người tín đồ Trung Quốc đã mua tặng tôi từ Thượng Hải, nó đẹp như vậy và giá trị. Bỗng nhiên tôi cởi cái áo này ra và tôi bảo nó đẹp như vậy không quan trọng, tôi để ở chợ Đồng Xuân, không cần phải để ý. Mọi người nói nó có mất không? Chính xác mất không? Biết chắc chắn là mất. Nhà tôi nhìn thấy Tân rồi, đã nhìn thấy ánh mắt biết rồi. Dạ. Còn có một người Đức kia nói rằng là cái áo này hay quá. Còn có một người khác ấy, cũng ngồi tại đây chuyên gia đầy mốt, nói rằng hôm nào cho một sư trẻ mượn cái áo này nhá, để là mất đấy, để ở ngoài chợ Đồng Xuân là mất đấy. Chỉ có hai điều không bao giờ mất, đó là rác và bụi. Còn bất cứ điều gì của bạn có giá trị, bạn không bảo vệ và giữ nó đều mất. Huống chi sự bình an thật từ Ngài mà bạn nhận được, chả nhẽ là không bị kẻ cắp cướp hay sao? Thật ra câu Kinh Thánh tiếp theo cho chúng ta nhìn thấy cách mà chúng ta giữ sự bình an như thế nào. Cố được một chút không? Mùi thức ăn bắt đầu đã thấy đưa đến mũi chúng ta rồi, đúng không? Philip đoạn 4. Đây là Kinh Thánh giúp cho chúng ta làm sao để giữ được sự bình an đã có. Chúa ban phước cho mỗi một người nữ, đặc biệt tôi biết chị em, những người làm mẹ, những người làm bà, những người làm vợ, người phụ nữ được Chúa tạo dựng ra sống theo cảm xúc nhiều lắm, và có cảm xúc thì mới là nữ, mới là vợ chúng tôi được. Thành ra vì cảm xúc đó cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu. Thành ra sự lo lắng, sự bất an tấn công chị em nhiều hơn. Bởi cơ đó ma quỷ đến cám dỗ bà Eva, chứ không cám dỗ Adam lúc bấy giờ. Bởi vậy cho nên câu Kinh Thánh này giúp cho chị em và cho chính chúng ta là những người nam giới gìn giữ sự bình an mà Chúa ban cho. Philip đoạn 4 từ câu 4 trở đi, lời Chúa nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nét nhu mì. Kẻ kiêu ngạo không bao giờ có niềm vui. Kẻ ghen tị không bao giờ có niềm vui.
Người ta bất hạnh không phải vì người ta không có gì. Người ta bất hạnh chỉ vì người ta không có cái mà hàng xóm có. Họ không phải buồn vì nhà không có xe ô tô. Họ buồn bởi vì họ không có chiếc xe ô tô đẹp như thằng hàng xóm có. Họ buồn không phải vì họ không có vợ. Họ buồn bởi vì mình không có vợ của ông hàng xóm có. Và ông hàng xóm lại buồn vì không có vợ của mình. Và cuối cùng cả thế giới này sống không có sự thỏa mãn, mặc dù ở trong một điều kiện vô cùng thoải mái về vật chất, nhưng trong lòng không có sự thỏa mãn. Sự thoải mái về vật chất với sự thỏa mãn ở trong lòng, hai cái danh từ hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy cho nên hãy xác định mình có cái gì để bắt đầu có niềm vui. Qua điều gì? Hãy hạ mình nhu mì. Mọi người biết không? Nếu cái cốc của tôi đã bị hết nước mà nó cứ ở trên cao nhất thế này thì ai người ta rót vào cho nó được? Nó phải hạ thấp xuống thì cái vòi nước mới đổ vào cho nó được. Những kẻ kiêu ngạo không bao giờ nhận được một điều gì hết. Chỉ có những kẻ nhu mì thì mới nhận được niềm vui, sự bình an từ Ngài mà thôi. Amen. Lời Chúa nói tiếp, lại phải đeo kính lão rồi này. Là cứ soi gương thì tưởng mình 30, mà đọc sách thì mới biết mình 50. Tiếp theo lời Chúa nói rằng: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin và sự tạ ơn mà chính các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Câu 7: sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an thấy quan trọng chưa? Không phải đây là tiền nhá, không phải đây là quyền nhá, không phải đây là mối quan hệ nhá, mà sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Có nhiều khi bạn rơi trong hoàn cảnh khó khăn mà tâm trí của bạn nó chạy mất. Trong lúc mà bạn đang lái xe ô tô mà gặp khó khăn cái là đầu bạn không có phản ứng, đã đâm thẳng vào cột điện luôn. Lúc đó tâm trí không còn nữa, nhưng mà lúc đó sự bình an sẽ giúp cho bạn phản ứng chính xác, bạn phanh lại. Sự bình an quan trọng, đừng để cho dối trí. Amen. Thế ra khi bạn đi ký hợp đồng, một người đó nói rằng ký đi ký nhá, hai tiếng nữa là có một thằng ở đấy nó đòi cái nhà này nhá, nó đòi cái chỗ này nhá, mày phải ký ngay không là mày mất đấy. Cẩn thận lừa đấy. Người đàng hoàng không bao giờ dùng áp lực cho bạn để bắt bạn phải ký vội đâu. Và sự bình an lúc đó bạn rất là cần Chúa ơi, hãy cho con sự bình an để con ký hợp đồng này. Hãy cẩn thận, đừng để bị lừa nếu như ai đó thúc bạn đằng sau lưng. Amen. Tiếp theo, câu số 8 là câu kết thúc của bài giảng. Rốt lại, hỡi anh chị em, hỡi chị em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, 7 điều đấy, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì chị em phải nghĩ đến. Khi bật Facebook ra, đọc một thông tin, bạn đặt câu hỏi, cái thông tin này có chân thật không nhỉ? Cái thông tin này có đáng tôn không nhỉ? Cái thông tin này có công bình không nhỉ? Con người mà lập cái trang này có thanh sạch không? Có đáng yêu chuộng không? Có tiếng tốt không? Có nhân đức đáng khen không? Nếu không thì tắt ngay, đừng xem. Bởi vì xem vào bạn mất bình an. Mọi người hiểu không? Mọi người phụ nữ thì lại đặc biệt có điểm mạnh là tò văn mò. Cái họ tò văn mò của chị em quá lớn. Thành ra cái anh tò văn mò đó lôi kéo, xem chút đi, bà ngửi chứ bà không ăn, bà đem bà ngửi chứ bà không ăn, thế mới rách việc. Cô Tấm được lọt vào nhà, một con quỷ sẽ vào giết bạn. Thành ra hãy cẩn thận, đừng để cho những điều mà sai quấy đó. Đây là màng lọc, 7 điều tại đây là màng lọc giúp cho chúng ta. Giúp cho chúng ta điều gì? Hãy nghĩ đến, tâm trí của bạn là chiến trường. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. 7 cái điều về nhà xem lại nha. 7 điều là điều gì? Chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, yêu chuộng, tiếng tốt, nhân đức đáng khen. Thì hãy nghĩ đến và làm đi, lúc đó Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng anh chị em. Có hai điều kiện cần. Điều kiện cần thì có sự bình an thật là đến với Ngài để xin Ngài. Chỉ có Ngài mới để lại, chỉ có Ngài mới ban cho bạn sự bình an thôi. Điều thứ hai, điều kiện đủ là bạn phải giữ được sự bình an ở trong lòng của mình. Qua hết thảy mọi điều, hãy đưa qua màng lọc, chân thật, thanh sạch, đáng tôn, tiếng tốt, yêu thương. Hãy lọc tất cả những điều đó. Điều gì mà không đúng với 7 điều này, loại nó ra khỏi đời sống của mình. Vì không phải ly dị bởi vì chồng đuổi đâu, ly dị bởi vì lòng của bạn bất an.
cái gì cũng bất an, cho nên người chồng làm cái gì cũng không ổn với bạn, người vợ làm cái gì cũng không ổn với bạn, và chính cái điều đó làm cho bạn luôn luôn bị thúc, luôn luôn bị chạy. Bởi vậy cho anh chị em ơi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào điều mà Chúa kêu gọi mỗi chúng ta. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.